máy lọc không khí Panasonic này, FVXS55 mọi người nhé, date 2019, hàng cực kỳ tuyển luôn các bác này. Ok, chào các bác nhé, buổi sáng hôm nay thì em giới thiệu cho mọi người một con máy lọc không khí nhé. Con này là Panasonic FVXS55 mọi người nhé. Con này giá thì bình dân thôi, khoảng 3,8 triệu, nhưng mà date thì là đời tất đời tận là đời 2019. Đấy, một con máy cực kỳ tuyển luôn các bác nhé. Hình thức là nguyên zin, nói chung là hàng bãi đấy ạ. Này hàng bãi, em nói thật không phải hàng lướt, nhưng mà bãi là bãi tuyển chọn các bác nhé. Đấy các bác nhìn này, gần như không có vết xước nhá. Đấy, bãi là bãi tuyển chọn, em có nói rõ lướt, em nói lướt mà bãi em nói rõ bãi nhá, nhưng mà bãi này là bãi cực kỳ tuyển, nó gần như lướt mà các bác nhá. Đấy, giá thì rất là ok rồi. Đấy, con này đời 2019 các bác nhá. Đấy, hình thức em đang quay. Con này thì tất nhiên rồi, con này thì em chuyên bán cho các cái phòng ngủ hoặc các cái phòng nhỏ. Con này thì công suất không hề nhỏ, 53W, nhưng mà con này thì có một cái đặc điểm là nó thiết kế rất là nhỏ gọn các bác nhá. Đấy, thiết kế rất là nhỏ gọn này. Thiết kế rất là nhỏ gọn luôn. Và chúng ta để ở các cái phòng nhỏ rất là ok. Cái thứ hai là con này sẽ hút 4 chiều, này hút hai bên này và hút trên hút dưới. Thế nên rất là hay mọi người nhé, con này rất là hay. Đấy, con này thì công suất là 53W, dùng cho phòng khoảng 35m² đổ lại chứ không phải nhỏ đâu mọi người nhé. Đấy, đời 2019. Đây em quay cho mọi người cái thông số. Hình thức máy thì em cũng đang quay rất thực tế các bác nhé. Nguyên zin, không có sơn, không có sửa, không có đánh bóng, không có đánh ráp chứ gì cả. Đấy, em nói rõ luôn ạ. Đây mọi người này, FVXS55 mọi người nhé. Đế 2019. Đấy, công suất 53W nhé. Đấy, con này dùng cho phòng độ khoảng 35m² thì quá ok rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu về con này liên hệ bên em nhé. Một chiếc máy cực kỳ tuyển ạ. Cực kỳ tuyển à, điện. Cực kỳ tuyển các bác nhá. Đấy, hàng nguyên zin mà đẹp này, giá là bình dân mọi người nhá. Giá rất bình dân. Và dùng cho phòng khoảng 35m² lại, lọc không khí kiêm buồng.